Hello, chào tất cả các bạn nhé. Chào bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình có nhận được cây Samsung A1 Core này các bạn. Đã bị khóa mật khẩu và mình reset lại thì nó bị vướng FTP. Sẵn đây thì mình làm video, nếu các bạn nào mà gặp thì các bạn có thể test thử nhé. Cách này thì khá là dễ dàng. Các bạn chỉ việc cắm vào máy tính là các bạn mở tool lên và các bạn xóa thôi. Đấy, tool thì mình có để hết ở trên cái trang web của mình này, anhquân909 nhé. Các bạn có thể vào các bạn xem, hoặc là các bạn có thể click vào cái đường link ở dưới phần mô tả của video á, các bạn click vào thì nó sẽ chuyển tới cái trang web để các bạn tải tool về nhá. Rồi khi các bạn tải về, các bạn giải nén ra thì các bạn sẽ mở lên như hình này. Đấy, các bạn sẽ mở lên giúp mình. Thì đây chính là cái tool của nó nhá. Thì các bạn phải cài driver đầy đủ nhá. Đây, ở đây nó nhận Ruby này. Tiếp theo các bạn chỉ việc ấn vào remote FRP này. Rồi ở đây thì nó sẽ hiện lên, các bạn yêu cầu các bạn nhập mã sao thăng 0 sao thăng này để nó bật chế độ ADB nhé các bạn. Đấy, các bạn chỉ việc gọi khẩn cấp này, sao thăng không sao thăng. Thì mình thấy cái tool này khá là ok. Đây, xong các bạn ấn vào ok nữa là giúp mình. Đấy, mình thấy cái tool này sử dụng khá là ổn. Đấy, các bạn nào mà gặp mấy cái máy mà bị FRP, mấy máy dòng cũ hoặc là dòng mới, các bạn cứ test thử trước nhá. Đây, khi các bạn các bạn chờ một tí, nó sẽ hiện cái thông báo gỡ lỗi USB. Các bạn chỉ việc tích vào này, các bạn chọn cho phép là được nhá. Đấy, thì các bạn sử dụng, các bạn mà nhận được máy mấy cái dòng đời thấp hoặc là đời cao thì các bạn cứ test thử trước, nếu mà ok thì các bạn đỡ mất công phải làm gì, đúng không? Cái này các bạn chỉ việc cắm vào máy tính tự động nó sẽ xóa thôi, các bạn không phải làm bất cứ một cái vấn đề gì cả. Các bạn chỉ việc cài driver đầy đủ và các bạn nhập mã lệnh vào thôi. Đấy, khi xóa xong thì nó sẽ báo đổ hết như thế này. Đây, để mình phóng to cho bạn xem nhá. Thì khá là đơn giản thôi, các bạn không phải quay tay loằng ngoằng. Đấy, các bạn cứ test trước, nếu mà không được thì một thời gian nó sẽ fit, nhưng mà nếu mà không được thì các bạn thử cách khác, có khá là nhiều cách mà, nhưng mà cách nào dễ thì mình làm trước thôi. Rồi ok, đây cái này thì là A01 đấy, U4 nha các bạn. Đấy, các bạn này level 4 đấy, cái level này level cao rồi đấy, nên là các bạn gặp máy thì các bạn cứ test trước nhá. Nếu mà ok thì các bạn đỡ phải làm cách khác, đỡ phải mất thời gian. Đấy, việc gì không thử, đúng không? Khi các bạn làm thì các bạn nhớ tắt virus của máy đi nhá. Các bạn tắt phần mềm diệt virus đi, không nó sẽ mở tool lên không được đâu. Rồi ok, xong thì khởi động lại như này là ok nhé các bạn. Đấy, chúc các bạn thành công nhá. Nếu các bạn mà có thắc mắc gì thì bạn cứ để lại bình luận ở bên dưới giúp mình nhá. Chào tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nhá. Nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé các bạn.